Con nghĩ là có, nhưng chị hôm nay con nói luôn rồi, cũng lâu rồi, cũng 5-7 năm rồi. Cái thời gian mà tầm khoảng 2013 cho đến hết năm 2014 là tầm khoảng 1 năm rưỡi, thì giữa em với ông xã em có nhiều mâu thuẫn mà người ngoài sẽ không có biết được. Thì em với ông xã em bàn, thì sau khi 1 năm rưỡi bàn là tụi con quyết định là ly dị. Cũng hai vợ chồng cũng bàn nhau là nếu mà ly dị vậy thôi, anh nói với mẹ em. Em nghĩ đó là cái việc mà em làm nội rất là buồn. Nhưng mà đến khi mà hai đứa ngồi nghiêm túc thì nói 3 đứa con, em không muốn chia, thì bây giờ lại thực tế là một người thì không chăm được 3 đứa. Cho nên lại nói ông xã em là thôi, cái có vẻ như cái đó nó không phải là giải pháp. Cho nên hai đứa mình ngồi coi lại là cái nguyên nhân gốc của hai đứa mình là cái gì. Cho nên thôi bây giờ mỗi đứa giảm cái tôi mình lại và khoan bàn cái chuyện ly dị hay là hợp nhau hay không hợp nhau, mà bây giờ lo 3 đứa nhỏ trước. Đến lúc đó là tụi em cứ tập trung lo 3 đứa nhỏ rồi quên luôn cái chuyện ly dị, và cũng không có ai nói lại với mẹ là tụi con sống tiếp hay tụi con ly dị cho đến ngày hôm nay luôn. Cô tên là Đoàn Thị Phương Loan, năm nay 59 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp hiện tại là giữ trẻ cháu. Và đây là nàng dâu của cô. Dạ. Bạn gái. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, em là dâu nhỏ của mẹ, cũng được 13 năm rồi. Trời ơi, nhỏ mà 13 năm rồi hả cô? Dạ. Cái lần đầu tiên á, mẹ chồng gặp cô con dâu rất xinh này nha, mặt rất là nét á, thì mẹ chồng gọi là ấn tượng điều gì? Coi như lần đầu tiên á, nó cũng có nhiều ấn tượng lắm. Cô ở dưới quê. Dạ. Con cô nó nói điện thoại bàn á, nó nói nha, mẹ ơi mai con dẫn bạn gái về nhà chơi. Ôi cô mừng dữ lắm, đêm đó cô ngủ không được luôn. Dạ. Sáng lại cô chờ tới 8 giờ, quê mình ở Bến Tre mà. Dạ. 8 giờ mới về tới dưới, bước vô nhà. Ôi bé này nó cũng xinh ghê chứ. Mà trong bụng cũng hơi lo, ủa sao nó ở thành phố mà sao nó ăn mặc bình dân quá. Là nó về lần đầu tiên về cô ấy ăn mặc cái quần đen, cái áo sơ mi sọc. Ủa sao nó bình dân quá. Dạ. Nhưng thôi không nói. Dạ. Để mai mốt hỏi con mình. Cái cô đang làm công chuyện á mà. Dạ. Cái hai đứa tụi nó cũng nhảy vô phụ cô, rồi cái nó cũng phụ cơm phụ nước phụ đồ, cũng nói chuyện, cô với con bé này cũng nói chuyện bình thường, không có gì hết. Mà cái cô lo nữa. Lo gì? Lo nữa là tại vì ông bà xui là người Bắc. À. Đó, mình sợ không biết có lễ nghĩa gì mình hay miền không. Tây ha. Đó, cái sợ riết cái tới ngày đi qua bên đàn gái luôn. Rồi là êm xui bình thường. Dạ. Vui vẻ không có gì hết. Ôi trong mừng bụng nó nhẹ lôi. Còn không biết nàng dâu khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai á, chị có ấn tượng điều gì ngay lúc đó không? Tại vì thật ra lúc mà trước khi ông xã em á dẫn em về về quê chơi thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Tính của em thì khá là cởi mở và có sao nói vậy. Trước đó thì em cũng làm nhân viên kinh doanh bán hàng á, cũng được tầm khoảng gần 1 năm rồi. Cho nên em nói thôi bây giờ cứ coi mẹ giống như khách hàng. Chính luôn. Thì mình cứ tới mình cởi mở. Yeah. Nói chuyện với mẹ, hỏi han, thể hiện sự quan tâm rồi phụ giúp. Những cái gì mà mình có thể làm được mà mình nghĩ là mình làm thì thôi là mình cứ làm. Cả hai bên nói chuyện thì em thấy là không có khó khăn gì, cũng giống như gặp một khách hàng mà nó không có nhiều trở ngại. Yeah. Nhưng mà thật ra khi mà em về á, thì em cũng nghe cái phản hồi của ông xã em, cũng thấy là em có vẻ lanh quá, tại vì ông xã hiền khô à, nên cũng sợ là sẽ ăn hiếp ông xã em. Mà thiệt là mẹ lo thì cũng có sai. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Thì sao đó về làm dâu thì sao? Nói chung thì cái bữa cưới á, rước dâu về á thì ở lại ngủ một đêm. À. Có đêm không à. Sáng thì cũng vậy bình thường. Cô mới nói là thôi con coi đồ ăn mà hôm qua đám đồ mình còn lại đồ tươi á. Dạ. Con cứ làm đi, thì làm sao ăn vậy. Nó dạ. Cũng ngại ngại không dám làm nữa, thì cứ làm sao ăn vậy mẹ dễ lắm. Rồi tự làm, rồi làm, rồi ăn uống, rồi chiều lại hai vợ chồng đèo đi lên đây đặng lo tuần sau đặng đãi trên này. Đó, à. Rồi có một đêm hà. Rồi xong cái thời gian trôi qua cái tới chừng cái nó báo với cô là có em bé rồi, cô mừng. Mừng ghê luôn á. Tại vì mình nói chung có 3 đứa con chứ không phải là ít. Dạ. Nhưng mà
cô thấy cũng vẫn ít. Trong có đứa cháu nội trong khủng khiếp trong luôn. Cái trong tới ngày sanh trời thấy mặt cưng quá trời cưng luôn. Dần già dần già bây giờ đông quá rồi nhé. Ủa là chị mấy đứa rồi cô? Chị thì chị có hai à. Ba mẹ à. Hai lần mà ba đứa. Em ba đứa. Chị nôi hả chị? Dạ đúng rồi chị xin ơi. À, em là tổng cộng là ba bé gái. Ồ yeah. Em hơn anh đứa đó. Tại vì mẹ chồng em á là thuộc cái tiếp người mà cực kỳ thương con thương cháu, cho nên em cũng được thương lây cho nên cũng đỡ. Dạ. Trời ơi, con tưởng tượng là hai mẹ chồng nàng dâu này ở với nhau 13 năm chắc cũng không có mâu thuẫn gì nhiều đâu đúng không chị? À hôm bữa trước khi em tới chương trình này thì em cũng hỏi mấy đứa con em á. Dạ. Ủa mẹ với bà nội có gây gỗ lần nào không, nhắc mẹ để bà nhớ, tại vì chứ nhớ em không có nhớ. Cái đó nói là con không có thấy, con thấy mẹ với ba gây lộn thì con chứ em với bà nội không có. Tại vì thật ra em với bà nội á thì giống như hai người bạn á. Hai mẹ con ví dụ như cũng hay bàn là phụ nữ phải làm sao á thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Yeah. Chứ lại ví dụ như chồng có vấn đề gì á là phụ nữ nên làm gì chứ đâu phải ghen là giải quyết vấn đề ví dụ như đó. Yeah. Mẹ chồng thấy có những cái điều gì mà mình chưa hợp với con dâu không? Nói chung á thì nếu mà mẹ chồng với dâu mười mấy năm á mà mình nói không có chuyện buồn vui đồ thì cũng là không đúng. Dạ. Phải có chứ. Dạ. Buồn là như thế này, mình thì mình cưng cháu mà con dâu nó nghiêm khắc với cháu quá nên thành ra đôi khi buồn, cháu khóc lóc vô khóc lóc với bà nội, bà cháu vô phòng khóc với nước mắt nó chảy, nhưng mà mình không dám nói ngược lại mà mình cứ khuyên cháu mình thôi con, mẹ con cũng muốn tốt cho con. Với lâu khi cái cách dạy con của mình hồi xưa nó khác, còn yeah. cái cách dạy con bây giờ nó khác thì thôi cứ kệ đi, để cho nó làm đằng đó, để cho nó đằng đó làm, đằng đây năn nỉ cháu. Cái tội là nội không? Dạ thì là em á, tức là trong quá trình em sống chung với nội thì em biết nội là cũng không có đồng ý lắm cái cách mà em lo cho con, tại vì tính của em là tự lập từ nhỏ cho nên em cũng muốn con em nó tự lập từ nhỏ, mà mẹ thì mẹ cưng con, mẹ bao bọc con dữ lắm, cho nên thật ra bây giờ em phải nói lúc mà mới đứa đầu á, mẹ chăm con em mẹ cưng nó dữ quá, thì đứa đầu đứa cháu của hai bên luôn, thì em thì lại cảm thấy là cái cách đó nó không phù hợp với em, cho nên em âm thầm em nói với ông xã em á là lần sau á là không có nhà bà nội nữa để em được chăm theo cái ý của mình, nó dạng như vậy. Nhưng mà rất là số phận là lần sau á là lúc mà, nhưng mà em chưa nói gì với nội là lần sau là không nhờ nội, nhưng mà lần sau vô tình á là em xin đôi, tức là vừa mới biết kết quả xin đôi thôi là coi như là em tắt hy vọng. Em nghĩ cái đó là số phận thôi. May quá chưa nói với nội trước á. Chứ nói là mệt rồi. Dạ đúng rồi. Em cũng nghĩ vậy, tại vì nếu mà nói là sau này mình không có nói lại được. Mệt rồi. Dạ. Nội tự gái không lo luôn là mệt luôn. Nhưng mà anh Việt Linh, thật ra em thấy nó là điều may mắn. Em nghĩ nó cũng là một cái dịp để mà giúp em cảm nhận được cái tình thân. Tầm vài năm nay là em không còn cảm giác là bà nội là mẹ chồng nữa. Mà em cứ luôn luôn nghĩ đây là một người mẹ của em. Có bao giờ mà mẹ chồng la nàng dâu chưa? Nói chung là từ đó giờ hai mẹ con á thì con nó cũng chưa nói gì mình buồn, mà mình cũng chưa có la ở con nó làm đó không phải, con làm đó không đúng. Tại vì con là nghĩ như thế này, tụi nó lớn hết rồi, nó phải có trách nhiệm với việc nó làm, coi như là mẹ không có xen vô. Nhưng mà không biết là nào giờ từ lúc về làm dâu chị có bao giờ làm mẹ buồn chưa? Con nghĩ là có, nhưng chị hôm nay con nói luôn là cũng lâu rồi, cũng 5-7 năm rồi. Cái thời gian mà tầm khoảng 2013 cho đến hết năm 2014 là tầm khoảng 1.5 năm thì giữa em với ông xã em có nhiều mâu thuẫn mà người ngoài sẽ không có biết được. Thì em với ông xã em bàn, thì sau khi 1.5 năm bàn á là tụi con quyết định là ly dị. Cũng hai vợ chồng cũng bàn nhau là nếu mà ly dị vậy thôi, anh nói với mẹ em, nói với anh, nói với mẹ anh, em nói mẹ em. Em nghĩ đó là cái việc mà em làm nội rất là buồn, nhưng mà đến khi mà hai đứa ngồi nghiêm túc thì nói ba đứa con em không muốn chia, thì bây giờ lại thực tế là một người thì không chăm được ba đứa, cho nên lại nói ông xã em là thôi, cái có vẻ như cái đó nó không phải là giải pháp, cho nên thôi hai đứa mình ngồi coi lại là cái nguyên nhân gốc của hai đứa mình là cái gì, cho nên thôi bây giờ mỗi đứa giảm cái tôi mình lại và khoan bàn cái chuyện ly dị hay là hợp nhau hay không hợp nhau, mà bây giờ lo ba đứa nhỏ trước. Đến lúc đó là tụi em cứ tập trung lo ba đứa nhỏ rồi quên luôn cái chuyện ly dị, và cũng không có ai nói lại với mẹ là tụi con sống tiếp hay tụi con ly dị cho đến ngày hôm nay luôn á. Bây giờ nó nói cô mới biết. Chứ cô nghĩ là cô mới nói với thằng trai á là Thi ơi, mẹ thấy Tuyết sao mà đi làm đi sớm về trễ, công việc áp lực có quá hay không,
Nếu mà nhiều quá thì thôi, mình xin nghỉ đi con, mình kiếm công việc khác mình làm, nó ít tiền một chút nhưng mà nó đỡ cái áp lực. Cái thằng Thi nói, con cũng nói nhiều lần rồi mẹ ơi, mà chắc tụi con thôi quá. Nó nói tới đó là nước mắt con nó chảy, nó chỉ nói bao nhiêu đó thôi, nước mắt con nó chảy. Con nghẹn không nói được. Một lát sau cô định hình lại, cô mới nói, Thi ơi, mẹ nói cho con nghe như thế này, con phải suy nghĩ cho kỹ. Con thấy không, ba đứa con rồi, mà hai đứa này nó còn nhỏ, nó mới có 6-7-8 tháng gì hà. Làm sao mà con thôi được, một mình mẹ nó cũng không chăm được ba đứa. Rồi ba đứa lớn lên nó trưởng thành, nó học hành rồi mà sao, một mình con cũng không chăm được. Mẹ không lãnh nha. Đó là con nói, mẹ không lãnh nha. Tụi con còn như vậy thì mẹ giữ, mẹ chăm cho. Còn mà tụi con chia tay thì tự tụi con lo lấy. Con phải suy nghĩ cho kỹ. Thôi bây giờ mẹ nói con cái vậy nè, không thẳng từ từ đi. Con để cho cái thời gian này nó lắng dịu xuống đi, cho con nó lớn. Thí dụ 5-10 năm nữa, nếu tụi con thấy không hòa hợp thì tụi con chia tay chừng đó, mẹ không cản. Nói vậy chứ muốn 10 năm sau cũng cản nữa. Chứ làm sao bỏ cháu mình ấy được. Đó. Giờ nói cho nó qua chuông này đi. Nghe nói cho nó qua đi. Con nói nhiều lắm. Cái thằng con cô nó ngồi, nó im re, nó không nói gì hết. Nhưng mà thằng con cô cũng biết con nói nó nghe. Nhưng mà con để ý lắm nha. Con để ý coi vợ chồng nó đi làm về nó có gì chung không, và nó ăn cơm nó có buồn vui, nó có giả lả không. Tại vì tuổi này là nói chung nó không có buồn, nó giả lả, nó giỡn hà rằm. Đúng thật, hay lắm ha. Rồi sao từ từ thời gian cũng phải là vài tháng sau nha. Sao con thấy nó im ru rồi, trời con mừng trong bụng, cô đâu dám nhắc lại. Em cũng nghĩ đó là rất là cảm ơn cả mẹ ruột em và cả mẹ chồng em, cũng không có làm cho cái câu chuyện nó trở nên là khó xử. Đó là xuất sắc đó. Mẹ chồng mẹ ruột không có nói chuyện nhưng họ rất là lo, họ luôn luôn bồi đắp cho mối tình này, họ sẽ hàn gắn cái vết thương giữa hai vợ chồng đó. Thôi bây giờ mình coi chồng em nói điều gì trong ngày hôm nay. Hai bà xã, được biết là hôm nay bà xã tham gia chương trình Mẹ chồng và nàng dâu, thì anh cũng không biết phải phát biểu như thế nào, vì bà xã cũng biết đấy, anh là một người rất là ít ăn nói và cũng không có khiếu ăn nói cho lắm. Nếu mà được hỏi giữa chúng ta với mẹ có những gì buồn, gì vui trong thời gian hơn 13 năm chung sống với nhau, thì thật ra thì buồn cũng có rất là nhiều, vui cũng có rất là nhiều. Nhưng mà với anh thì buồn thì anh quên rất là nhanh. Một trong những cái kinh nghiệm vui mà anh nhớ cho tới tận bây giờ, và anh nghĩ là vậy chúng ta với mẹ đều khắc ghi cái kinh nghiệm đấy, đó là cái ngày mà chúng ta thông báo cho mẹ biết là mẹ có cháu đầu tiên. Cái thời điểm đấy thì mẹ cũng rất là vui mừng và cũng rất là mong chờ cái ngày cho bé nó ra đời. Và anh nghĩ là kỷ niệm đó mẹ cũng còn nhớ và in tận trong tim cho tới bây giờ. Cũng nhân chương trình này thì anh cũng muốn cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ đã hy sinh hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Cũng như là cho tới tận bây giờ mẹ vẫn ở cùng chúng ta, hỗ trợ chúng ta, chăm sóc các cháu cùng với chúng ta. Con chúc mẹ luôn vui, khỏe và sống mãi với chúng con. Em cảm giác thế nào khi chồng em chia sẻ điều đó? Thật sự á, em biết đây là một cái sự cố gắng rất là lớn của ông xã em. Chắc chắn những cái lời này em nghĩ là từ đó đến giờ là ông xã không bao giờ nói tiếng nào với nội hết. Và nó cũng là những cái tiếng nói chân thành của ông xã em, mà cũng là của con và dành cho mẹ. Không biết cô thì như thế nào à? Thôi thì nhân dịp cái chương trình này thì mẹ cũng nói với con là như thế này. Thì mẹ con mình từ đó giờ thì vui thì cũng có, buồn thì cũng có, nhưng cũng không đáng kể. Thì thôi mình cứ tiếp tục, cứ duy trì cái như vậy đi cho hết cái cuộc đời này luôn. Vậy thôi. Cứ duy trì như thế cho hết cuộc đời nha. Bà mẹ rất là hiền, chân chất. Hãy ôm nhau mỗi ngày. Dạ. Em cũng chưa bao giờ ôm mẹ ở đây lần đầu tiên. Đó, thấy chưa? 13 năm. Với lại con có quà tặng mẹ. Và đây là cái món quà mà con tặng mẹ, bộ chăm sóc da để mà mẹ vẫn giữ lại cái sắc đẹp tại phụ nữ mình, sắc đẹp quan trọng. Rồi, mẹ cảm ơn con. Gửi tặng gia đình kỷ niệm của chương trình.